ra thì các bạn nhớ ghi tên ngày mai cho cái ký nha. Nguyễn Thị Ánh Hằng. Bữa nào sau đây là lớp nhất về định nghĩa viên nén. Nhắc lại nha, chúng ta thi nhiều nhất là cái phần đại cương, định nghĩa, ưu nhược điểm, phân loại và thành phần. Cái đó là hỏi phần lớn luôn trong cái đề. Nguyễn Mỹ Liên. Ưu điểm của viên nén. Còn sinh thái dụng của nó là cao hơn chẳng sinh thái cá không? Viên nào có sinh thái dụng cao nhất? Tính dính và lực né. Rồi Di Ngọc Phụng. Đây Ý Phượng, Lê Thị Ý Phượng. Nguyễn Thị Hồng Thủy. Không đúng rồi, cá giật pha loãng. Đường Thị Hồng Thắm.
Gây rồi.